cô chú anh chị ơi, thì nãy mình có đi đầu được thịt chục nè, thì hôm nay hai chị mình sẽ muốn chạy được câu cá cho có cá hơn nha. Thì cái hôm trước á, hôm nay mình nó đâu có đang những cá quá trời luôn, mà không biết là tối nay mình câu cái nó có cá không nữa. Thì bây giờ mình thử mới biết nha. Cái này là cái lưỡi câu cá lông tông này đó nha. Đây, mình chuẩn bị em nút trùng, còn bên đây là cái lưỡi mà câu cá rô, cái rô phi, cái rô đồng rồi này đó nha. Chút xíu mình sẽ thử cái lưỡi này nữa nha. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ móc hồi nha. Mọi người nhìn ghê không? Mình không có sợ con này đâu. Mưa lớn quá lớn rồi mọi người ơi. Không biết là thằng bói mà còn nghe không nữa. Mà chạy mưa này câu cá đi đi cái nhà. Chạy mưa này ơi, giật mạnh quá, giật nhẹ thôi. Trời ơi, nãy lúc luôn. Ôi, nãy lúc mau luôn á, đã ghê luôn mọi người. Rồi, em ru luôn rồi. Cái lưỡi nó nằm trên đây luôn rồi đó, không mời chứ.
thì đánh cá thì vô hùng luôn. Bây giờ là...
người coi comment cho mình thể hiện nha. Nãy giờ con ngay chỗ đó hả? Kìa, cho nó lút luôn. Bây giờ mình cho nó lút luôn, nó lút luôn rồi đó. Cái gì đây? Cá hè. Rồi, tắt đi cái giờ cho ấy cái. Bây giờ
mình mới thay cái loại khác nè, mình sẽ khuôn thật là nha. Đó, nó bị dính. Rồi đó, mình sẽ khuôn thật nó nha. Ơi, có nào động vô không? Nãy bỏ xuống lại chìm rồi. Thôi để chưa chìm. Ai đang ăn, ăn, ăn. Phía sau mình giật lên cái mình chấm mấy cặp rau muống á, cái nó tung nó bị xúc ra. Kìa kìa kìa. Đang ghẻ, đang ghẻ. Nãy cái con mời lúc sau luôn. Nãy cái con mời đó bự chắc lúc sau chìm luôn quá. Nha. Dạ. Mà sao vô cái thế này vô 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 em vô cái này có nào động không? Em vô vô cũng bà cô chú ơi, có ai nào động luôn không? Nó em ru luôn rồi, la quá la nó động luôn rồi. Cô đây mọi người ơi, cuối cùng cũng đi đến cá rô rồi nha. Nãy giờ luôn á, mình đổi cặn với tí luôn nè cả nhà. Mình cá rô này nhỏ chắc dễ mở hơn á. Mình mở cá rô là mình phải chụp chính hai cái mang của nó cứng. Nhưng mà mình sợ quá. Ủa, nghĩa còn nghĩa nữa không vậy? Nãy chú nghĩa đang nghĩa luôn á. Nghĩa đúng không? Còn ghế. Vì ghế đi. Ôi, chị sợ nó vô. Nó lồi vô một cái gốc cây. Đi nổ ủng. Còn đang ghế nữa. Sau nghe ủ cá, chúng nghe ủ cá luôn. Ghế. Lúc sau chị ta, lúc sau. Chưa. Này chị em câu dính cá cũng nhiều quá mà đang mê quá à. Dính nhìn thấy ham quá, không có nghỉ. Rồi. Cá này mà dễ nhìn chắc nó chim chứ cái gì hết chứ. Nó để giật lên luôn. Kìa 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 nó kéo kìa. Giật nó luôn đi, cái chim nó mới dễ gì á. Ôi quý bà cô chú ơi. Mình câu dính con cá chơi lần đầu tiên trong cuộc đời mà dính con cá chơi trắng luôn. Rồi. Nhưng mà cá chơi mình không dám gỡ luôn á. Ờ, cá chơi trắng này mình nướng rồi nhức chắc luôn nè mọi người. Trời ơi. Ôi. Khủng luôn. Bây giờ mình ra mình khoe hành quả lên nha. Đây. Cái hành quả hôm nay của hai chị mình trông nè. Hiền tí mình dính một con cá lông mời bự. Hàng này dính một con cá chơi á. Hồi nãy là giục một con cá kia, con cá mình dính bự lắm luôn á. Đây. Đủ loại cá luôn. Cá chơi, cá rô, cá he, cá mì dinh luôn á cả nhà. Mình giờ mình câu xong rồi mình có quyền đếm rồi đúng không? 2, 4, 6, 8, hình như là 9 con á. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Thì như đây cũng dư sức mấy anh em mình ăn rồi đó. Cá chơi này nướng hay là mình chiên cũng hết sách luôn. Thì Hằng cũng xin kết thúc video tại đây nha. Quý bà cô chú anh chị, nếu có nhà thấy video câu cá của hai chị em mình nó hay, thú vị thì cho mình một like và đăng ký kênh nha. Bye bye, bye bye.